Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mới, một cái clip để chia sẻ đến các bạn một cái sự cố ở quê mình. Đó chính là cái sự cố vỡ đập hát bào. Đó là một cái con đập nhỏ ở quê của mình nè các bạn. Thì đây là toàn cảnh sau 3 tiếng đồng hồ đập vỡ và nước đã chảy hết ra rồi các bạn. Đây, sau khi nó chảy 3 tiếng đồng hồ sau thì mình mới vào đây được để quay được cái cảnh này. Thì đây là cái quang cảnh mà con đập đã vỡ, đã chảy sau 3 tiếng đồng hồ đó. Cũng may mắn là cái con đập này nó nhỏ các bạn, cho nên là chỉ thiệt hại về tài sản gồm lúa, thóc, máy móc, quần áo, các kiểu vật chất, chứ không có ảnh hưởng về người. Cũng may là con đập này nó nhỏ. Trời lắp cho lắp hồ đất này đất bùng tỏa xuống rồi mua đổ. Mà đó chứ mấy nhỏ này đi củi hay chứ đứng mà. Đã đã về hôm nay được đi. Về hôm nay chắc không đi học xe đâu. Đường vào thấp Mỹ Sơn. Vô tới Hiên thôi ạ. Từ từ rớt vào, từ từ lên các bạn đi. Bài lũ nhà không biết như kiểu này mà cái khuya là đụng mày có người cháy rồi. Có mấy cái phi nữa kìa. Thế là như cái phi mà khuya mà đụng mày đà lạc qua cái điện nó đụng mày cháy cái trời gì đụng mày. Ma đâu cũng có lỡ rồi. Đây là tủ lạnh là heo mặt đụng mà heo và dây đụng mở le lên thành đưa cái đầu lên đi còn lâu mà mới ăn heo con rồi mà khó biết rồi thấy ở đây không mà đâu thấy sao không thấy con quay lại tí nữa ăn mẹ cứ mà gạt mắng mỏi vậy mỏi mà không biết được á đâu luôn á cái ăn món này á biểu ông mình nó cống như mày kìa. Cái cống hay cái bay nhọc quá chặt không mày. Nó súng lặn ù rồi ngồi đây cả nè. Thì hai nước rồi là rồi. Cái ông chính là lột cho ông lột cho qua nó nói cống những lột qua cái xí này mày chạy nước dọc qua là không đại. Người này đã được thì không có kêu mà. Bị lú à. Cái cống hết rồi. Đúng trong như. Trong mà không biết ra được. Mình không muốn được. Mà nước vô tới phụ, nước thành thành lên lên mới biết. Mà bước vào thằng Phúc. Bước vào thằng Phúc, thằng Tàng bước lên vô thằng Phúc chứ. Bắt đầu kêu như nó kiếm đây, cái thằng Phúc ra. Đồ bằng đóng vô tùm lum bắt đầu. Từ thằng nó thấy nước rồi, trừ lại xuống lâu. Nó chí nguyện hết lồn mới cống. Lồn cống hết, phải lồn cái cào. Chứ đừng có lồn cái kiểu bỏ cống này là không được rồi. Anh ở quê đi thì chút vô, đi quên đang chứ đó. Thank you.
Đi đây này đó kìa.